Như thường lệ, đại sứ Thụy Điển Alma Way dắt xe đạp ra khỏi nhà, đạp một vòng quanh Hồ Tây ngắm buổi sáng Hà Nội. Nhưng hôm nay đặc biệt hơn, vì đi đến phố đi bộ Trịnh Công Sơn, bà hát truyền cảm một ca khúc của cố nhạc sĩ. Mặc dù khả năng nói tiếng Việt của bà Alma Way không được tốt lắm, nhưng bà đã rất cố gắng tập và hát thuộc lòng hai ca khúc Nhớ Mùa Thu Hà Nội của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và Em ơi Hà Nội phố của nhạc sĩ Phú Quang, thơ Phan Vũ. Tôi cũng rất thích các bài hát hiện đại của Việt Nam, nhưng tôi lại không thuộc lời nên không hát được, bà đại sứ cho biết thêm. Khi được hỏi cụ thể, bà liệt kê vài cái tên như Thịnh Suy, Vũ Thanh Vân, ban nhạc Sài Gòn Sound Revival. Đại sứ Alma Way kể, bà đạp xe đi làm khá thường xuyên. Trong quan sát của bà, Hà Nội đẹp và năng động nhất vào buổi sáng và chiều muộn. Đó là những phong cảnh mà bà yêu mến nhất. Vào buổi sáng, bà An thích nhìn mọi người tập thể dục và ăn sáng trên vỉa hè. Bà cũng thích ngắm hoa quanh Hồ Tây, các chị em nhập hoa ở chợ hoa Quảng Bá rồi đạp xe đi bán trong khắp phố phường. Chiều muộn, bà thích ngắm những bạn trẻ dạo quanh Hồ Tây. Tôi ước rằng nhiều người Việt Nam sẽ đạp xe hơn vì điều đó tốt hơn cho môi trường và đó là một bài tập thể dục tốt cho họ. Tôi cũng hy vọng tất cả trẻ em Việt Nam sẽ được đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, bà nói. Tháng 9 năm 2019, bà Alma Way được bổ nhiệm làm đại sứ đặc mệnh toàn quyền Thụy Điển tại Việt Nam. Tới đây, nhiệm kỳ của bà tại Việt Nam sẽ kết thúc. Bà và gia đình đã có 5 năm tuyệt vời ở đây. Khi về sẽ rất nhớ và chắc chắn gia đình bà sẽ quay lại thăm Việt Nam.